Lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp múp à. Múp thì ghét đó à. Nhìn ngon ngon. Gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và dạ, chị cô. Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực. Năm nay em 30 tuổi. Tại em đang làm nhân viên quản trị mạng. Em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em. Và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp múp à. Múp thì ghét đó à. Nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có thèm để ý ông này đâu. Anh này anh thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm nên chặn. Không phải, tại em thấy anh này anh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là nhiều thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em, hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ông chắc khoái quá, đồng chờ ý lâu lắm rồi cưng, chờ dạ, đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mà mình nói ông này về là không được rồi, thôi dạ bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà, thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa em Thuận sao em té vậy, bộ đồng cảm hả? Không phải đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó thấy chưa. Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang để ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ. Lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng. Xin. Dạ không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ.
Có xin máy lạnh không? Dạ có. Có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Cuối tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Ơi dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á, là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi, thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa, sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu sao anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Xong rồi anh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em đáng lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa hả ông trực hả ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông chụp nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ á. Tại như em nói đó. Dạ. Múp mụm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá. Từ khi lấy vợ về là em lên 10kg. Là dạ. Vợ em nấu ăn thì rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá không thấy cái cổ nữa đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực Trực cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em mang bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có cái lúc dạ. Mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn con. Trời ơi bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc là đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu có ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà vặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi dẫn em đi ăn đi. Kê xuống canteen, kê em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh em nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to. Cân nặng cũng to nữa cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ, mà do là em ăn nhiều quá đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không. Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên ví dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Trời. Kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi.
Dạ, vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn. Đó. Đi thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kia. Gia đình này là quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mặt chồng thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Biết chúc tụi em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Ngồi đi cơ, ngồi đi. Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Thanh Long, năm em 26 tuổi, hiện tại là nhân viên ngành điện. Còn em? Dạ, em tên là Hồng Ngân, em 27 tuổi, em là nhân viên của công ty xây dựng. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Quen từ cấp 3, cùng học lớp luôn, tụi em được xếp ngồi chung. Vợ em thì ngồi trước, em thì ngồi sau. Nhìn vợ em lúc đó thì hơi gầy mà ốm, mà da đen, mà tóc dài. Nhìn thì tưởng là hiền, nhưng mà chọc vô một cái thì sẽ hối hận không thể tiếp được. Đó, hối hận mà sao? Dạ không có, tại vì em ngồi trước thì anh này thì anh không có nói chuyện nhiều, anh im ru à, nhưng mà em cứ tưởng là hiền lắm. Thì cái người ngồi kế bên là người đó hay phá em, mà không ngờ là hai người thông đồng để chọc em. Đó, cho nên mỗi lần chọc hay bị bút viết đồ thước kẻ rồi nó quăng xuống. Quăng ném ra sao vậy đó? Dạ. Mà chắc mà ném gì là chắc chồng em hưởng hết luôn. Dạ đúng rồi, tại ngồi ngay sau lưng em luôn. Rồi. Tức là ai cũng tưởng ngộ nhận người kia, tưởng người kia hiền, cuối cùng không ai hiền hết. Dạ. Rồi đến khi nào tình yêu là chưa lúc bắt chưa có yêu nhau. Dạ, học chung thôi cưng, tại vì lớp 10 mà yêu nhau là bị đánh đó. Biết em biết, nhưng mà là đến khi nào thì hai bên lúc đó là ghét nhau đúng không? Vẫn còn ghét nhau vô cùng. Dạ, ghét tới năm mấy, lớp mấy thì bắt đầu hết ghét. Dạ không có ghét, tại vì ngồi trong lớp biết là con trai thế nào cũng chọc phá vậy thôi. Nhưng mình cũng đâu có vừa đâu, mới là chọc mình thì mình cũng phải xử lại thôi. Đó là cứ liên tục cho đến hết lớp 12. Sau khi học tốt nghiệp cấp 3 thì cũng có mất liên lạc một thời gian. Nhưng mà tụi em thì biết nick chat của nhau qua bạn bè rồi đó. Ủa có nghĩa là tụi em đi mỗi đứa đi một hướng. Dạ đúng rồi, ra trường đại học đúng không? Dạ đúng. Rồi nhưng mà vẫn là chat vô với nhau. Facebook với nhau. Dạ. Mỗi ngày cứ nhắn tin rồi lên mạng cứ chat qua chat lại. Rồi bao lâu thì em thích cậu? Chắc khoảng nửa năm á. Rồi bên này trả lời sao? Thiệt tình là cũng đợi lâu lắm rồi. Thì có nghĩa là cũng có để ý và có cảm tình với anh này đúng không? Dạ đúng. Trong thời gian yêu có chuyện gì vui không? Cái mối tình học trò nhiều cái kỳ cục lắm em. Anh này á, thật sự là cái tính ảnh rất là tốt với mọi người, đặc biệt là nữ mà chân yếu tay mềm, mà thấy mà người ta làm gì cũng được là nhiệt tình giúp lắm. Trong cái thời gian mà tụi em quen nhau á, thì tụi em cũng có đi làm chung với nhau nữa. Đó, mà làm chung chỗ bạn nữ khác á, có cần giúp đỡ thì lẹ lắm, nhưng mà tới người yêu của mình cần giúp đỡ thì đứng xa xa không kịp. Dạ anh làm thì sợ người ta nói. Làm chung thì quản lý rồi nhắc nhở là này thiên vị người này thì người kia. Hiểu rồi. Mà hỏi mà làm giúp người kia thì chị này chị cứ lượng mắt nhìn. Nói chung là thương người ngoài hơn đúng không? Dạ đúng. Tính dễ thương nha. Bao lâu thì em mới cầu hôn? 5 năm sau tụi em mới cầu hôn. Wow. Rồi lấy nhau là tụi em lấy nhau được bao lâu? 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi. Dạ. Yêu nhau 5 năm. Dạ. Giờ là 7 năm rưỡi là cận kề với nhau rồi. Dạ. Ủa còn rồi, sau khi cưới có bất ngờ ở những cái tật xấu nào của chồng không? Chồng em thì rất là kỹ tính, nhiều khi làm mà kỹ quá đi. Dù về không mà em xếp đồ áo đẹp không đúng chỗ là thế nào cũng cằn nhằn suốt à. Rồi còn gì nữa không? Chồng em thì thực sự là rất là ít nhậu, nhưng mà một lần đi nhậu á, từ thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 có đi đều hết. Ví dụ 1 tháng, 2 tháng không nhậu, nhưng mà một nhậu là đi cả tuần luôn. Lúc nào cũng có lý do để tức đi nhậu. Là nhậu người là ta là 1 tháng nhậu 5-6 lần, còn đây là 5-6 tháng nhậu lần, mà lần nhậu bằng 5-6 tháng. Ngoài ra còn gì nữa không? Chắc hết rồi. Còn vợ thì sao? Em lười biếng, giặt đồ xong mẹ mang lên cái nhờ vậy phơi đồ một cái là chồng có yêu vợ không, có thương vợ không, thương nhiều không thì phơi đồ giùm chồng vợ luôn đi. Chồng đầu trước luôn hả? Rồi cái gì nữa cưng? Mỗi lần em hỏi thì vợ em không trả lời. Em hỏi nhiều lần luôn cũng không thèm trả lời, mà không biết em không biết phải là cái câu hỏi em nó chưa tới lên não hay sao, cái im re em hỏi hoài hồi nữa mới thấy trả lời. Ủa lý do gì mà giờ tay đang suy nghĩ, tại nhiều khi mình suy nghĩ ra câu trả lời mà em biết sai không trả lời lại được liền. Sao em không nói rằng là anh ơi từ từ để em suy nghĩ? Đã chưa kịp nói từ từ nữa là nói làm gì ta hỏi không trả lời. Có khỏi hỏi nữa à? Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi thì em muốn vợ quan tâm chồng con nhiều hơn. Ủa em chưa quan tâm chồng con hả? Dạ không hẳn là không quan tâm, tại vì nhiều khi em có cái đợt là về mà nghỉ ngơi hoặc là cầm lên cái Facebook liền máy tính bảng, lần sau là cứ lên
Facebook cứ quẹt liên tục. Ồ, vậy đó hả? Còn em? Dạ, chồng em thì vẫn có chăm con, vẫn có phụ vợ rồi chăm sóc nhà cửa. Nhưng mà khi mà đã mở máy tính mà mở truyện tranh lên hoặc là chơi game rồi, cái là có vợ có kêu đến cỡ nào cũng không xuống. Vậy là hai tụi em cũng đồng thanh đồng thủ quá rồi. Cái người thiệt thòi duy nhất là con của hai em thôi. Dạ, con đang chơi với bà nội chứ. Ủa, tóm lại là trời ơi, con của mình chứ đâu phải con của ông bà đâu. Ủa, tóm lại là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Em có nêu ý kiến gì ấy, thì từ từ hả nói khẳng định là sai hay đúng. Tại vì mỗi lần mà em có nêu, ừ chồng ơi mình làm này nha, giờ rảnh quá hà, giờ nghĩ làm sao vậy? Cứ mỗi lần em ra ý kiến là cứ bị như vậy. Tức là bớt phản bác ý kiến của em lại một chút. Dạ, đúng không? Chịu luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Yeah. Chứ đừng có luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Đúng không? Yeah. Các cái lỗi mà của tụi em nó là một cái điều mà tất cả các cặp vợ chồng đều có chứ. Yeah. Mà cái mong muốn của hai người giống y như nhau thôi. Có nghĩa là quan tâm tới chồng chút, tới con chút, bên đây quan tâm tới vợ, tới con chút bằng cách là bớt Facebook đi, bớt game đi. Bây giờ này dành cho nhau và dành cho con. Tại vì nói nghe nè, con là con của mình chứ không phải là con của bà nội hay là con của bà ngoại. Dạ. Cái nó cần tình cảm là cần tình cảm của mình. Cho nên tụi em phải chịu khó dành thời gian gần gũi con mình nhiều hơn nữa. Khi các em làm được điều đó, tự nhiên các em sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Thành Tân, đến từ Tiền Giang, hiện tại sống tại quận 11. Tân đang nhiêu tuổi? Năm nay 29. 29. Còn em? Dạ, em tên Cẩm Vân, quê em thì ở Kiên Giang, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở quận 11. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Dạ. Hai em là quen nhau trong một trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau cách đây 11 năm. Trời ơi. Là chắc lẽ là mối tình thanh mai trúc mã phải không? Chưa gọi là thanh mai trúc mã đâu. Lúc em đó đi học ở thành phố. Và hai bạn gặp nhau ở đâu? Gặp tình cờ trên mạng. Đến 2009 thì mới gặp mặt nhau tại Kiên Giang. Các bạn lúc đó là có biết mặt nhau qua hình ảnh, qua avatar được? Dạ có, chat webcam thì có thấy mặt. Nhưng mà trong webcam thì cũng khác ở ngoài nhiều. Ở trong webcam thì chồng em baby dễ thương lắm, mà ở ngoài nhìn mặt hay ghét à. Mà gặp lần như thế nào em? Anh này ấn tượng đầu tiên là không có ưa. Tại vì gặp phụ nữ mà nói chuyện thì cái mặt cứ nghênh vậy nè. Kênh kênh. Dạ 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 đúng rồi. Không có nói chuyện. Toàn là bữa đó như là em nói không à. Lúc đó là Cẩm Vân lên Sài Gòn chưa? Dạ chưa anh, em vẫn còn ở Kiên Giang. Dạ. Khi anh ấy ngỏ lời với em mà nói như lời của em đó, là lúc đó là nói qua mạng hay là anh ấy đi xuống Kiên Giang? Lúc đó thì bị thất tình á anh. Nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em, hỏi là gì em có yêu anh không này kia. Rồi lúc đó thì em cũng đang đi uống cà phê với trai nữa. Cái em thấy ông này ông nhắn em bực bội quá đi, cái em nhắn yêu đại cho rồi đi cho ông nghỉ nói. Lại lúc đó mình cũng đang uống đi chơi với mối mà. Dạ. Thì ai ngờ sau tin nhắn đó thì hắn ngủ mình lên Sài Gòn. Rồi tại em hay bị đau dạ dày, cái kêu em là thôi đi lên Sài Gòn khám bệnh đi. Rồi em mới lên. Tụi em quen nhau là từ đợt đó. Chính thức luôn. Và quen nhau là ngỏ lời yêu thương và tỏ tình là ở trong cái phòng khám hay là? Dạ trong khách sạn. Ủa là sao? Là em lên Sài Gòn khám bệnh thì em ở khách sạn. Ở khách sạn đúng không? Dạ. Em sao trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Tỏ tình đâu, tỏ tình khách sạn, cái nơi để ở mà. Nhưng mà sao biết được, trời tỏ tình khách sạn. Người ta nhà người ta ở dưới tỉnh, ta lên Sài Gòn ta phải mướn khách sạn ở. Còn nhà mình ở Sài Gòn á, mình đi khách sạn mới có vấn đề. Ai cũng như chúa. Rồi kể từ đó thì là em có thường xuyên lên đây chữa dạ dày không? Dạ, chỉ có đi lần đó thôi anh, không có lên chữa dạ dày nữa mà lên chơi thôi. Cái tần suất mà lên chơi là tuần lần? Tháng lần. Là ở mấy ngày lần, ở 20 ngày không? Dạ, ở 2 ngày cuối tuần thôi anh. Vậy á, rồi ở đâu? Ở khách sạn hay? Dạ, vẫn ở khách sạn. Rồi mướn phòng mấy giường? Dạ, một giường. Nhưng mà họ không có làm gì hết. Trở thành câu hỏi chứ. Cái mặt anh ghê quá, cái mặt anh tò mò tập mạch, người ta phải nói liền cho khỏi hỏi. Rồi tụi em chấp nhận yêu xa vậy là trong bao lâu? Dạ 2 năm. Đến năm 2014 thì em mới lên Sài Gòn. À là em lên Sài Gòn đi làm luôn á? Dạ, lúc đầu thì em lên ôn luyện thi thạc sĩ. Anh này ảnh trông cho em rớt lắm. Tại vì ổng kêu học nhiều hơn ổng để làm gì, trông cho em rớt lắm. Cứ dụ em đi chơi miết. Và rốt cuộc rớt thiệt.
ông nội em đi chùa cầu bồ tát lớn. Lúc mà em rớt em có giận anh không? Dạ không, tại vì em cũng mê chơi quá. Cũng thông đồng cho rớt cho rồi. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì đến cưới? Dạ tụi em đến tháng 8 năm 2014 thì gia đình hai bên gặp mặt, thì đến tháng 9 thì tụi em đi đăng ký kết hôn. Trước khi cưới thì tụi em có những cái khó khăn gì không á? Rước dâu á chị, là đi rước dâu thì bên nhà chồng em không có muốn là đi rước dâu, còn em á thì em không chịu, em nói là đám cưới thì phải đi rước dâu. Em trong này mâu thuẫn nhau, cãi nhau cái em đòi hủy hôn, em không chịu cưới nữa. Thực ra nếu mà em giận thì mẹ chồng cũng khó xử đúng không? Dạ. Nhưng thời điểm đó thì làm cho mẹ cũng buồn, thì nhưng mà cũng vì thương con thì thôi ráng chịu đựng. Rồi nhưng mà cũng có đôi lúc rầy hai đứa em. Rồi thì lúc em giải thích này nọ rồi cũng xìu, cũng chiều lòng. Nhưng mà em tới cái thời điểm này rồi á, giữa mẹ với lại em á, là đã hiểu nhau hết chưa? Thật ra em nghĩ thì cũng không hiểu nhau đâu, hai mẹ con không người nào hiểu người nào hết á. Do là lúc đó em buồn cái lúc mà đám cưới của em á, thì khi cái vụ mà không rước dâu á, thì lúc mà đẩy bên nhà gái thì lúc đầu mẹ chồng em nói là ba mẹ chồng sẽ không có xuống tham dự. Em mới nói chồng em là nói ở sao kỳ vậy, sao đẩy tiệc bên nhà hàng mà ba mẹ chồng không tham dự mà chỉ để chồng đi. Thì em lúc đó em buồn, thì anh này ảnh không biết anh về anh nói làm sao, mà cuối cùng thì hai ông bà cũng chịu đi xuống tham dự lễ nhà hàng, nhưng mà không, em thấy thì không có vui. Thì cũng từ lúc đó mà em buồn tới giờ. Vậy từ ngày tụi em mà lên Sài Gòn vậy, mẹ đã bao giờ đến thăm tụi em chưa? Cũng có nhiều lần chứ, cũng có thỉnh thoảng lên. Rồi sau đó là hai vợ chồng em sinh em bé thì cũng lên thường xuyên để phụ chăm em bé. Vậy mà cũng không hiểu nhau luôn? Cũng vẫn chưa hiểu luôn, vẫn không có nhiều cái thời gian để trò chuyện cùng nhau. Em cảm thấy em đang khó xử trong lòng thì em cũng có chút rất cũng có cái khó xử, và giữa tình cảm giữa hai người chưa có được hòa thuận và vui vẻ. Nó bắt đầu từ cái thời điểm nào? Thời điểm em bé có nhiều cái vấn đề về bệnh, rồi phải vợ phải đẻ mổ, rồi bé phải nằm trong lồng kính 16 ngày. Thì thời điểm đó vợ em có nhiều cái chuyện buồn á. Khi mà về nhà thì có giữa một cái chuyện xích mích, không có hiểu lầm giữa mẹ và vợ nên hai người rất là căng thẳng với nhau. Tới bây giờ luôn, thời điểm đó cũng xảy ra cũng lâu rồi, em cũng có giải thích giữa hai bên nhưng mà hai mẹ con chưa có thời gian để mà nói chuyện với nhau, hiểu rõ nhau hơn. Tự nhiên nghe chồng em á nói chuyện á, tự nhiên thấy tội nghiệp. Tại vì thực ra cái người mà tội nghiệp nhất vẫn là cái người này, người con và người chồng đó, thực sự là như vậy. Chị muốn nói với em á, là cái người cha người mẹ của chồng hay là của mình cũng đều như nhau hết. Khi mình đã lấy chồng có nghĩa là mình đã xác định cuộc đời mình gắn với con người này suốt cuộc đời, thì lẽ dĩ nhiên là cái người đầu tiên mình phải mang ơn là bố mẹ của con người này, đã sanh ra ảnh để mà ảnh gắn kết với cuộc đời của mình. Cho nên theo chị, cho dù là mẹ có lỗi hoàn toàn, bố có lỗi hoàn toàn, nhưng nếu là chị, không bao giờ chị chấp nhận chuyện đó. Tại vì sao? Chị là con, hiểu không? Cho nên là theo chị thì em mở lòng ra. Con người ai cũng sai lầm hết. Người lớn tuổi sai lầm theo kiểu lớn tuổi, mà trẻ con sai lầm theo kiểu trẻ con, đúng không? Thì tại sao mình cứ giữ? Chị biết em khổ, em không sung sướng đâu. Em buồn, em khổ lắm. Tại sao mình lại phải mang cái khổ đó trong lòng? Mình khổ, chồng mình khổ, rồi mẹ, cha mẹ chồng mình cũng khổ, mà nhiều khi cha mẹ ruột mình cũng khổ luôn. Chi cho nó mệt mỏi vậy, đúng không cưng? Mà cuộc đời nó quá mong manh, nay gặp vậy mai không biết còn gặp không nữa. Cho nên là theo chị thì sau cái buổi ngày hôm nay em phải bỏ hết tất cả những cái buồn. Tại vì chị tưởng là bố mẹ chồng không đến dự luôn, chứ còn nếu đã đến dự rồi thì trời ơi, cái chuyện đó là phải xóa ngay lập tức. Em hiểu không? Chồng em sẽ vui thì sẽ khỏe trong người, gia đình hạnh phúc hơn nhiều. Còn với vợ em á, em biết tại sao không? Cái thời điểm người phụ nữ khi mà vừa mới sanh xong á, trời ơi, dễ bị trầm cảm nè, nó đổi máu á, có người tâm tính nó bất thường kỳ cục lắm. Cho nên là lúc đó vợ em rất dễ bị nhạy cảm á, bị tủi thân rồi bị đủ thứ đó. Đó, bây giờ theo chị nha, ngay lập tức bây giờ em xả hết tất cả những cái đó cho chị. Nó tốt cho tất cả mọi bề luôn á, bên chồng, bên vợ, bên ông bà nội, ông bà ngoại, rồi con của mình nữa. Ha cưng ha. Dạ. Bỏ đi. Mà chị muốn vậy nè, em nói với mẹ đi. Vân nghĩ là nếu mà anh chị có ngồi xem chương trình này, cái số này, anh chị nghe cái tâm sự của con dâu mình để hiểu hơn là con của mình cũng đã rất là đau khổ trong một cái thời gian
phải là sung sướng gì đâu. Cái khi buồn mà giữ trong lòng không có nói ra đó. Đây, em cứ nói. Dạ thì em cũng không biết, con cũng không biết nói gì nhiều với ba mẹ, với con xin lỗi. Còn có, con thiếu kinh nghiệm sống nhiều. Con xin lỗi ba với mẹ. Chồng tiếp lời đi. Con cũng biết là giữa mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm, nhưng qua chương trình này con cũng muốn ông hai người hãy cởi bỏ cái nút thắt trong lòng và hãy cho tình cảm yêu thương cho mình nó chân tình hơn. Thôi bây giờ thì mình sẽ có những ngoại lệ ngày hôm nay là mình có thể dừng ở đây cho cái câu chuyện nó đẹp. Nhưng mà để đẹp hơn nữa thì có lẽ là chồng đỡ vợ đó, để cho vợ vững vàng lên. Thì chắc chắn là sau cái số này thứ sẽ suôn sẻ hết. Nào, ôm vợ cái thật chặt, ôm vợ thật chặt. Trời ơi. Giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. À, nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn đúng không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur, monsieur. 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 Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan. Con 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mọi người tôi hiểu. Dạ. À, giờ mà em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Không nhớ kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. À. Sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi, nhưng mà con không có gặp được á. Nghĩa không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớ mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống bây giờ thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Rồi Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời, thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Hai cô với cô này nữa, ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng á. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không?
Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn các bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, yeah. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc, cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn buồn, con muốn đi, muốn ghé để đi gặp, đi chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng con theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Sao nhanh vậy? Xong cái con hỏi anh, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi đến người nhà của anh thôi, anh vô anh gặp một tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Ủa nhưng mà bây giờ phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nhưng mà sao mà nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Mà dắt lên phòng. Dưới lobby á, mà mắc gì phải dắt lên phòng chi cho bị bạn vợ bạn nó ghen tuông vậy? Dạ, tại con tưởng dắt như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu. Chắc xài bằng động từ tu quơ. Dạ, nói phải để ý lắm mới nghe được. Như vậy là nói chung là coi như là thôi tạm tin ảnh đi. Dạ. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Chị nói thiệt với em, nói chuyện đúng không? Làm biến ghen. Cãi không được, cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy tôi. Vậy thôi. Của đất chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Tôi biết nói gì giờ. Mỗi mà cái chuyện đó là cách đây 10 năm rồi đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy là từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó. Thì lúc đó mình lại nghĩ ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xin anh cho mình biết rồi đó. Thì trong vòng 2 tuần ngắn ngủ đó thôi á. Dạ con. Rồi xong rồi Hải về dạ. Pháp dạ. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Wow, như vậy là một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Dạ. Đó, rồi có ghen hờn gì không? Hay có những cái câu chuyện về tình yêu mà yêu xa như vậy không? Dạ. Có chuyện gì thú vị không? Dạ, đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Con cũng không nghĩ. Thì lúc đó, thời gian đó thì xa nhau mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác, thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia, thì con thấy con cũng sợ kiểu vậy á. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về á, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn chung một lần luôn, cho kết hợp luôn á. Là tụi con tiền. Làm nhanh gọn lẹ vậy luôn trong một năm luôn. Dạ. Wow. Một năm mấy sau là về nộp giấy là đâu mấy tháng là có đám cưới luôn. Wow. Vậy á hả? Dạ. Nhưng mà Hải về Hải nói với cha mẹ thì cha mẹ có nói gì không? Lúc ấy Hải mới có 24 tuổi thôi mà. Dạ. Đúng không? Cái thời gian đám cưới là bao nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi. Một năm tuổi sau thì 25. 25. 34 là ngay như năm sau là 25. Ừ. Dạ. 25. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là con về con phải nói với cha mẹ là con có quen một cô bạn ở Việt Nam, con muốn lấy cô đó làm vợ đúng không? Thì lúc đó thì mới chỉ có 24 thôi. 24, 25. Thì lúc đó con về rồi con nói vậy thì cha mẹ con phản ứng sao? Thì ba mẹ cũng muốn tấp cho con thôi, đồng ý thôi. Muốn cắp vô luôn. Mừng luôn. Rồi bây giờ còn gia đình của Ngọc thì sao nè? Đó, cái quan trọng là gia đình của Ngọc. Coi như là quen
Thứ nhất là nhanh quá. muốn lập gia đình sớm quá. Ừ, cái sớm. Thứ hai nữa lại là rể, lại là người nước nhanh ngoài quá đó. Mà lại yêu xa như đúng vậy. Đúng vậy, yêu xa như vậy chắc chắn bên gia đình của em là phải gặp nhiều trở ngại đúng không? Dạ, thì cũng may mắn một cái là cái thời gian mà ảnh về Việt Nam lần đầu á, thì lúc đó mẹ con lại vô trong Sài Gòn để đi lấy vải để về bán á, về quê bán á. Thì lúc đó con cũng có kiểu như có đi chơi, thì con có bữa đó con có hiểu đủ mẹ con ra nè, rồi em với con ra nữa ăn ở trong KFC. Có ảnh nữa thì à, là đã gặp bạn này rồi. Mẹ cũng gặp sơ thôi mà lúc đó là nghĩ là bạn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó biết. Là cái mối tình có nghĩa là mới à. Mới công việc mà sau đó là thật thẳng vấn đề là phải lấy chồng ở đúng xa rồi. Thì ở nhà có lo lắng. Lúc mà ảnh về Pháp rồi á, chúng xác định mà làm giấy, chuẩn bị làm giấy thì con mới nói với chuyện với mẹ con, thì con trình bày như vậy đó. Thì mẹ con cũng nói sao bây giờ chuyển qua bên Pháp luôn rồi, sao xa như vậy, nhà có một đứa con gái thôi. Thì con mới nói là con tự nhiên con thấy con có cảm tình với ảnh rồi, con muốn sống chung gia đình sau này lâu dài á. Thì mẹ con cũng nói thôi giờ thích làm sao thì vậy, mẹ con cũng dễ lắm. Mà gia đình Hải thì đông người không? Dạ có 4 anh em trai. À 4 anh em trai, nếu vậy bây giờ hai đứa đang ở đây rồi đúng không? Dạ. Có gì cũng được ha. Như vậy là Hải có xin với cha mẹ là cho về Việt Nam ở không? Dạ cũng có. Dạ. Anh thích Việt Nam lắm. Dạ. Ừ, là cha mẹ đồng ý đúng không? Dạ, đồng ý. Như vậy có nghĩa là giấy tờ của con là bây giờ con là bên người của bên Pháp đúng không? Dạ, thời gian đó con kết hôn xong á là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ồ, đi nhanh dữ vậy. Dạ, con đi con làm giấy tờ, con nộp rẹt là ra công hàm là đi luôn à. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? À, cái này con có thể kể tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con thích ở đây, cái môi trường ở đây, và có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con thích đồ ăn ở đây nữa, nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Hải chịu luôn. Bị ép hả? Thích lắm rồi đó. Con thích món gì đây nhất, món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Các loại bún đúng không? Dạ, bún nước mắm. Bún mắm luôn. Thích bún xíu. Lên rồi lắm con. Bún xíu. Hay quá ha. Ủa như vậy là tụi con là đã có em bé chưa? Dạ con có một bé trai được hơn 3 tuổi. Bây giờ vậy nè, Bin chắc là mình phải chào khán giả. Ủa hỏi tiếp đi chứ. Khán giả đang hỏng quá. Biết sao không mọi người, biết sao không? Tại vì á là sau cái phần này rồi á là mình sẽ đến một cái phần rất là gọi là rốt rẻn và rất là hấp dẫn của chương trình. Đó là cái phần mà kể thật xấu. Thì cho nên là nếu như khán giả mình tiếp tục coi ở cái bản full á thì mình hãy lên đâu? Lên trên đài truyền hình HTV7. Đúng kênh rồi. Vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7. Còn nếu như mình không kịp giờ đó thì mình sẽ xem ở đâu? Coi trên YouTube. Đúng rồi, YouTube chỉ cần, MCV đúng đó, không? Chỉ cần lên trên YouTube search thôi. Đúng. Vợ chồng son. Vợ Việt chồng Pháp. Đó. Đúng rồi, không cần biết số luôn, sao nhớ được. Bây giờ là tôi với chị Vân là dẫn coi như là chắc hàng vạn gần một thập kỷ rồi đó, gần một thập kỷ rồi. Chỉ cần vợ chồng son, vợ Việt chồng Pháp. Chính xác. Và cái thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong buổi trưa hôm nay để xem livestream chương trình Vợ Chồng Son, để thăm phim trường Vợ Chồng Son chúng tôi, và được trực tiếp xem tôi và chị Vân ngồi trò chuyện với cặp vợ chồng này. Xin chào các chào bạn nhé. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ và nhớ xem tập full của cặp vợ chồng này nhé quý vị nhé. Rồi giờ mình tiếp đi. Rồi bây giờ tiếp tục. Là bây giờ là tụi con là đã có, là hiện tại là đang có một bé. Dạ một bé trai. Bé trai bé. Bé trai ạ. À. Bao nhiêu tuổi? Dạ hơn 3 tuổi. Là vậy là về Việt Nam mới sinh. Dạ về Việt Nam mới sinh. Là hai đứa bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ con ở bên quận 9 đó con. Quận 9 mua nhà bên đó rồi. Dạ con mua chung cư ở bên đó. À mua chung cư rồi. Ok, thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Nhất đúng không? Đó, chờ đợi cái gì bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chuẩn bị. Anh đó là chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay kiểu như là hay đánh rắm hay thả bom á, kiểu như là bất chấp luôn. Con kìa, dạ.
nó hay chọc nghe. Con á thảm ơn như vậy đó. Trời. Nhưng mà cái tật xấu đó là tạm thời coi như là tật xấu đáng yêu đi. Dạ. Tại vì như vậy là cái nhuận trường tốt lắm á. Dạ. Bạn tốt nha. Nhưng mà thả là thả chỗ đông người hay là chỗ kín đáo? Không, trong nhà thôi. Ra ngoài thì nếp nếp chỗ nào nhưng đó. Nhưng mà là thả khắp nơi trong nhà đúng không? Dạ. Bất chấp luôn đúng không? Dạ. Rồi, có thể gọi là tật xấu, mà tật xấu đáng yêu. Đó, tôi gạt đi, tật xấu dễ sợ á. Còn thể tật xấu mà xấu quá á. Dạ có. Ảnh á là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Mặc á mà cũng có giặt nhưng mà hả, mặc suốt à, kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con không thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu, mang dép lào, xong rồi tới chừng con nhìn xuống con thấy con mang giày rồi mặc đầm rồi, con nhìn qua ảnh con thấy hết hồn luôn, con nói ủa sao kỳ vậy, đi chơi mà sao không thức khớp gì hết trơn vậy. Là quá giản dị. Dạ giản dị lắm. Dạ. Thậm chí là con bây giờ bất chấp luôn. Dạ. Con là bị sai lầm luôn, con nghĩ là Việt kiều chắc cũng kiểu như là chạy chuốc lắm ha. Dạ bóng bẩy lên á. Thì con thấy là có hai dạng người á, có một người là bóng bẩy, một người là người ta đơn giản, người ta kiểu thoải mái nhất có thể đó. Đúng rồi, thì con là chồng con là thoải mái nhất có thể. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm, con thì còn trong nhà con là người sắp xếp công chuyện là nhiều, còn ảnh thì vô tư thôi. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi, hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải, mỗi lần mà con nóng tính nó con hét lên như thế nào? Trời ơi, tiếng Pháp á. Thế nào rồi? Chữ tiếng Pháp đúng không? Chữ bằng tiếng Pháp. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to lắm. Đâu thử nghe. Peter, mẹ rồi. Hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la, giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu, vừa tức thêm. Không phải lắm. Lúc mà anh vô cái thế, tức là anh không nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Quên mất từ tiếng Việt đúng không? Ủa, nhưng mà ông nói gì mỗi lần mà ông thể hiện như vậy, con nhìn thấy con thấy mắc cười không? Dạ. Hay là con cảm thấy bị tổn thương? Con không bao giờ tổn thương, con thấy mắc cười. Đúng, cô cũng thấy mắc cười đó. Con hiểu gì đâu? Thấy chửi mà cô thấy mắc cười. Như vậy là từ hồi nãy giờ là toàn những cái tật xấu đáng yêu. Đáng yêu không mà. Bây giờ con còn một cái gì nữa không? Ví dụ anh có lãng mạn không? Người Pháp là quốc, có nghĩa là người dân Pháp. Là một quốc gia mà cực kỳ lãng mạn. Romantics. Dạ. Nhưng mà anh này là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Ảnh thì thường thường ảnh không bao giờ ảnh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó thì con cảm giác con thấy ảnh phải chờ con vô xem, ảnh mở sẵn ảnh chờ con vô xem chung á thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Cái đó là lãng mạn. Trời ơi, hổ chứ. Ủa không phải, bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà. Thích mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó. Đó. Dạ. Hoa mùa xuân này cái nhảy nhót, cùng uống champagne, cùng nói những lời, cùng ngắm hoàng hôn, cùng ngắm bình minh. Không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn. Cái đó là một kiểu lãng mạn đó con. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Không, cái đó là thực sự mà. Đó. Mà cái thói quen đó mà giữ được cho tới lúc mà mình răng long đầu bạc á là rất tốt luôn. Tưởng tượng hai ông bà cụ á, mà cụ bà mà chưa vô ăn là cụ ông không ăn nha. Phải đợi cụ bà vô ăn thì mới ăn. Em là vậy đó chị. Em sau này càng lớn càng ít nói. Nhưng mà có những cái giống như cơm mà dọn lên rồi đó, vợ anh chưa ăn là nó mà. Dạ. Đúng rồi. Thật sự mà nói luôn. Đó là lãng mạn đó. Tại vì anh cảm thấy nó không có ngon. Đúng. Bố mẹ chị còn vậy. Dạ. Trời đất ơi, ông bà năm nay là 80 mấy rồi mà cứ ông ngồi mà bà chưa xuống là ông không ăn. Bà ngồi mà ông chưa xuống ăn là không ăn. Mà cho dù là bới tô nha, có những lúc mà không có ăn mâm được phải ăn vội á. Hai vợ chồng bới hai tô cơm anh cũng đợi vợ anh cùng ăn, anh mới ăn. Thế thì vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Thì con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư. Tức là bớt vô tư vô tâm lại ha.
Rồi. Là phải suy nghĩ sâu sắc một chút xíu ha. Rồi bây giờ tới Đình Hải đó. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Hãy chửi con hoài. Chửi con hoài. Chửi con hoài hả? Con bị tự kỷ luôn không? Tự kỷ. Buồn quá tự kỷ không, luôn, bị chửi hoài. Mỗi lần cô ấy chửi con á, là con thấy vui hay là con cảm thấy bị tủi thân? Mệt. Mệt. Chửi hoài. Con có buồn không? Con có buồn không? Buồn thường tại chửi hoài nữa. Con quen rồi. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biến á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biến nha. Tật làm biến nha. Rồi những cái tật mà làm biến của ông đó là những cái gì? Dạ thì con á, thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà chưa chưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi đây điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á, thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con quạo con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không đi ngủ đúng rồi. Rồi cái tật mà hay chửi con là thật xấu rồi đó, cô chấp nhận cái đó là thật xấu rồi đó. Rồi, con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Người ta nấu ăn làm sao, chăm con làm sao, có lãng mạn không? Có ghen không? Có lãng mạn không? Có chăm sóc con nhiều không? Không có, làm đoan ngon, chăm sóc con tốt. Ok. Không có gì, không có gì khác nữa. Có ghen không? Có ghen con không? Cũng có. Ghen sao đâu, kể chuyện ghen coi. Có coi lén Facebook không? Hay có coi những cái gì cá nhân của hồi mình chút không? Có, hồi trước có, mà giờ... Giờ tin rồi. À bây giờ tin con rồi đúng không? Yeah. Tại vì con đâu có cái gì đâu mà để bắt gặp đúng không? Đúng rồi. Còn tật xấu gì không nè? Chỉ có làm biến thôi đúng không? Chị nghĩ đi. Ủa làm biến là bên này chứ? Không, quên lộn. Chỉ có cằn nhằn hay nấu chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biến nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn con. Cái gì? Chửi. Ngồi toilet. Dạ. Ừ, cũng chửi tại vì lâu đúng không? Ngồi toilet. Tại vì nhiều lần á nên sao đi toilet mà chửi. Đi toilet lâu không? Bao lâu đó? Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao, cảm kệ, dễ thương mà. Dễ thương mà. Anh thấy nó rất là bình thường. Dễ thương mà. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mặc bộ một ngày đi mấy lần ạ? Một ngày con đi mấy lần? Chắc cũng phải ba lần. Hai ba lần. Một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. ăn sáng xong đi ế, buổi trưa dậy xong đi ế nữa, nên bị chửi cũng chửi đi chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Đúng rồi. Rồi ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền to lên. Dạ may mà nhà có hai cái. Ủa nhưng mà nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. Dạ từ ngày mà có em bé, con công việc con là chính á, thì ảnh phụ rồi, nên là ảnh phụ chăm em bé, rồi biết tắm con này, rồi thay tã cho con này, chăm sóc con, đón con, rồi cũng giỏi lắm. Đó cũng là lãng mạn đó nha. Đó phụ giờ có nghe này, rồi mấy lúc mà con live stream, con bán hàng, con giới thiệu sản phẩm thì ai quay? Dạ ảnh cũng quay, nhiều khi con để cái chân mấy ảnh con tự quay nữa. Ôi dị quá, được rồi. Dạ. Hai vợ chồng hôn trời đi tới hết nhiều. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Một đoạn nào đó cũng được. Có thuộc bài nào không? Thuộc bài hát nào một câu cũng được. Dạ. Hát tặng khán giả một bài đi. Ok. Bài gì ta? Tung vô la nê su. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái đúng rồi kìa. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. C'est ça. Yêu mình mà không biết cô chắc chắn không? Đi hỏi người ta có phải thầy con vậy đó hả? Yeah.
Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn. Hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Đó đó, con cởi cái này ra cái này. À, Tokyo. Hồi nãy mặc cái đồ này, tôi tưởng ông là người Nhật. Hả? Xong bước lên tôi nhìn cái mặt thì tôi tưởng là người Hàn Quốc. Xong cuối cùng giới thiệu là người Pháp. Đó. Ở ngoài toàn là nói Hàn Quốc thôi. Rồi. Thôi bây giờ nói chung là hai bạn quá đẹp đôi với nhau rồi. Và câu chuyện về vợ chồng cũng rất là hạnh phúc với chính nhau. Chính xác, cũng chồng có gì. Chồng hỗ trợ cho vợ rất là nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó, bởi vì cái thuộc tính của người Pháp đó là lãng mạn, và trong cái đời sống hàng ngày bằng cái sự chăm sóc, bằng cái sự chia sẻ, anh ấy cũng đã thể hiện được cái sự lãng mạn ở với em rồi. Đó, thì mong rằng là hai vợ chồng sẽ tiếp tục yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau và tiếp tục tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Thực ra con biết không, thực ra con biết Ngọc, nắm tay Ngọc biết không, cái cách lãng mạn của chồng con là đúng phù hợp với cái loại người thứ hai mà con nói đó. Có nghĩa là có một loại người thì họ rất là trau chuốt, tức là giống như là họ trau chuốt bản thân họ, bóng bẩy này kia nọ, thì họ sẽ lãng mạn theo kiểu như là con tưởng tượng. Tức là hoa nè, rồi nến, đèn cầy, rồi những cái lời mà đẹp đẽ, đúng không? Là hay đẹp. Lời, nhưng mà chồng con lại vào đúng cái loại người thứ hai là thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Như chưa? Nghe chưa? Đó là nghe chưa? Thôi bây giờ nè, chú yêu cầu bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Và ngược lại, con cũng vậy. Dầu gì cũng là 10 năm rồi, mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau. Thôi thì bây giờ nhân cơ hội này nói với nhau những gì yêu thương đi. Đúng, hãy rồi thể hiện đi, có thể đứng lên đứng đúng lên. Rồi, yêu thương nhất có thể là con Hải. Anh muốn nói giờ anh sẽ yêu mệt anh mãi mãi nha. Ôm nhau cái đi. Rồi. Rồi em okay. sẽ yêu mãi mãi. Mãi mãi. Là mãi mãi thiệt đó nha. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con. Hai chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Nha. Okay. Cảm ơn hai đứa nha. Rồi.